Chào mọi người, hôm nay chúng ta học từ vựng số 70, torture. Từ vựng này nằm ở phần 12 14 b Nghĩa tiếng Anh là to cause great pain to someone. Mọi người học từ vựng và phát âm, từ đầu tiên là sự tra tấn. O cong lưỡi che R, nhấn âm tor O cong lưỡi nha. torture torture từ gây ra u chu môi to to o cong lưỡi che r và có âm z ở cuối cause cause to cause to cause từ nhiều g -ray, âm cuối t, great great từ sự đau đớn chúng ta có âm n ở cuối nha pain pain từ đến to to sau cùng một người nào đó someone someone vậy thì torture nghĩa tiếng việt là sự tra tấn nghĩa tiếng anh là to cause great pain to someone tức là gây ra sự đau đớn nhiều đến một người nào đó mọi người cùng luyện nghe what does torture mean It means to cause great pain to someone. What does torture mean? It means to cause great pain to someone. What does torture mean? It means to cause great pain to someone. Chúng ta qua phần luyện nói. It means to cause great pain to someone. 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 To pain to someone. Thật nhé, mọi người! Can you tell me the meaning of the word torture? Mọi người dò lại câu hỏi và câu trả lời, sau đó chúng ta qua phần ôn bài. Ôn bài học flashcard hãy nêu lên mặt bên kia của thẻ. Và hãy điền vào chỗ trống. Mọi người dò lại với đáp án. Ông bài cũ hãy nghe câu hỏi và trả lời. What does transit care mean? Và flashcard hãy nêu lên mặt bên kia của thẻ. Sau cùng trắc nghiệm hãy chọn có đúng A, B, C hoặc D. Mọi người giờ lại với đáp án.